thưa quý vị trong chương mục quan điểm và bình luận hôm nay anh chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả đỗ nga nguyễn hòa bình có phải là lá trắng mới của nguyễn phú trọng nội chính là nội bộ chính có nghĩa là chính trị Ban Nội chính Trung ương được Đảng Cộng sản lập ra như là tai mắt của Tổng Bí thư nhằm theo dõi, phát hiện các sai phạm trong công việc thực thi đảng luật và pháp luật ở các cơ quan chính quyền cộng sản như là viện kiểm sát, tòa án, chính phủ, các chính quyền địa phương, tư pháp, thanh tra, hải quan, trọng tài kinh tế nhà nước, hội luật gia, vân vân. Ban này khi mới thành lập vào năm 1961 nó có tên là Ban Pháp chế Trung ương. Tên này thì sát nghĩa hơn. Năm 2006, khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng, không biết ai đã áp lực mà ban bí thư khi đó lại dẹp bỏ ban nội chính trung ương. Ban bí thư không có ban nội chính làm cặp mắt giám sát, thế là quyền lực bên phủ thủ tướng lớn mạnh và lấn ác văn phòng trung ương đảng. Thời ông Nông Đức Mạnh, quyền lực của văn phòng trung ương đảng cứ dần dần rơi vào tay Nguyễn Tấn Dũng và chính vì thế ông này tự tung tự tác phá nát nền kinh tế đất nước mà không ai có thể cản nổi đến năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp quản cái ghế tổng bí thư từ tay ông nông Đức mạnh. thì năm 2012, ông cho khôi phục lại bang nội chính và kêu gọi Nguyễn Bá Thanh về làm trưởng bang. mục đích của ông Trọng là dùng bang này moi ra tội của thủ tướng. Ban đầu, ông Trọng muốn đưa Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị để giúp bang này có quyền lực hơn trong vấn đề xử lý sai phạm phía đối thủ chính trị của ông. Nhưng cuối cùng, phe đối thủ hiểu ý và chặn cái ý đồ này của ông Trọng. Đó là lý do tại sao ông Trọng đưa Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị thất bại. Trong thế yếu, nhưng Nguyễn Bá Thanh đã quá háo đá với lời tuyên bố thẳng thừng rằng hốt liền không nói nhiều. Và kết quả là bá Thanh bị một đồng chí ẩn số X nào đó tiễn về dưới địa phủ Chầu Diêm Vương. Kể từ đó, ban nội chính như rắn mất đầu và chỉ tồn tại vật vờ cho đến bây giờ. Dù ban nội chính vật vờ sau cái thời Nguyễn Bá Thanh, nhưng quyền lực của ông Trọng vẫn mạnh lên sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 12 năm 2016. Quyền lực của ông Trọng đạt đỉnh cao khi ông tiễn được Trần Đại Quang về họp mặt với Nguyễn Bá Thanh dưới âm phủ và thâu tóm luôn cái ghế chủ tịch nước của ông này. Đại hội 13 là thành công cho ông Trọng, tuy nhiên, việc ông Trọng phải cắt bỏ ghế mà ông đã dày công lập mưu ủ kế giành lấy từ tay của ông Quang thì điều đó cho thấy là quyền lực của ông Trọng đã bắt đầu suy yếu. Khi ông mạnh thì tất ông giật ghế người ta, còn việc ông để người ta giật hay bị người ta ép phải nhường lại cái ghế chủ tịch nước thì rõ ràng đó là dấu hiệu đồ thị quyền lực của ông trọng đã bắt đầu chuyển sang phía bên kia sườn dốc. Ông đã không còn là kẻ vô đối muốn làm gì thì làm nữa mà giờ đây ông cần phải ngồi lại ngã giá với người khác. Ông trọng là người đa mưu túc kế bậc nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Hẳn ông cũng cảm thấy quyền lực của ông đang bắt đầu đi xuống, cộng thêm vào đó là sức khỏe của ông cũng không có chắc bảo đảm duy trì 5 năm trong nhiệm kỳ 3 này sức khỏe đi xuống thì ắt là sức chiến đấu cũng sẽ giảm, mưu kế bày ra cũng sẽ không còn đủ độ thâm hiểm như trước đây nữa. Độ thâm hiểm của những thủ đoạn chính trị, nó luôn tỷ lệ thuận với sự minh mẫn của trí lực của ông Trọng. Như vậy, khi sức khỏe giảm sút thì kẻ cơ hội quanh ông, ắt sẽ trỗi dậy. Đấy là viễn cảnh trong nhiệm kỳ 3 này. Và hẳn nhiên ông Trọng phải hiểu ra điều đó. Suốt nhiệm kỳ 2, việc vắng bóng Nguyễn Tấn Dũng nên ông Trọng cũng bỏ bê ban nội chính. Trưởng ban nội chính là Phan Đình Trạc, vẫn chỉ là ủy viên Trung ương Đảng mà người đứng đầu một ban có chức năng giám sát nhiều cán bộ từ trung ương đến các tỉnh thành mà có người đứng đầu chỉ là ủy viên Trung ương Đảng thì khả năng hoạt động của nó ắt là rất hạn chế. Tuy nhiên ở Đại hội 13 ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa được Phan Đình Trạc vào Bộ Chính trị. Hiện nay trưởng ban nội chính đang là ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên liệu ông Trạc có tiếp tục ở lại ban nội chính hay không thì đó là vấn đề khác. Theo tin rò rỉ thì ông Trọng sẽ đưa ông Nguyễn Hòa Bình vào nắm trưởng ban nội chính trong những ngày sắp tới. Đây nếu là sự thật thì phải nói là ông Trọng rất thâm sâu. Con người của ông Nguyễn Hòa Bình đã thể hiện hết cho toàn dân biết bản chất của ông ta qua cái việc xét xử giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải. Sai quy trình tố tụng, ông ta cũng ép cho đúng ý của ông ta. Chứng cứ ngụy tạo trắng trợn, ông ta cũng cho là đúng để quyết ép chết Hồ Duy Hải theo gian ý của ông ta điều này nói lên phẩm chất gì của nguyễn hòa bình nó nói lên bản chất lưu manh cực độ muốn ghép tội theo ý muốn là ghép bất cần luật pháp và bất chấp dư luận đây là một phẩm chất mà ông trọng rất cần trong lúc này và đó là lý do tại sao ông trọng quyết phải đưa cho bằng được nguyễn hòa bình vào bộ chính trị mà phớt lờ đi mọi tai tiếng của ông này khi quyền lực đi xuống phe cánh đang ẩn mình muốn trỗi dậy thì một bang nội chính với kẻ cầm đầu cỡ nguyễn hòa bình làm giám sát là cần thiết nếu không có tội nguyễn hòa bình sẵn sàng ghép tội rồi bẩm báo cho nguyễn phú trọng ra tay diệt trừ chứ nếu là trưởng bang nội chính mà chỉ giám sát theo cái kiểu có sao nói vậy thì chắc chắn ông nguyễn phú trọng sẽ không an toàn trước thế lực đang ẩn mình chờ thời đây là nước cờ rất hiểm, nhưng liệu ông Trọng có an toàn trong nhiệm kỳ 3 hay không thì hãy chờ. Biết đâu kẻ bị theo dõi cao mưu hơn mà thịt luôn cả cái kẻ chuyên ăn không nói có như Nguyễn Hà Bình thì sao? Ông Nguyễn Phú Trọng cao tay lắm, nhưng liệu ông ta có thể yên ổn ngồi cái ghế tổng bí thư suốt 5 năm nữa hay không? Hãy chờ xem, 5 năm sau sẽ rõ.